Và giải nhất của chúng ta, New Fire. Năm 2019, New Fire đã xuất sắc đoạt giải quán quân với phần trình diễn vô cùng ấn tượng. Không dừng lại ở đó, cuối cùng Đông Quy đã trở lại, sôi động hơn, hấp dẫn hơn, kịch tính và quyết liệt với những phần trình diễn có 1 không 2. Bạn đã sẵn sàng để tham gia cùng Đu Quý trong một diện mạo hoàn toàn mới, cùng nhiều khách mời nổi tiếng trong chương trình Selfie cùng Đu Quý. Ai sẽ là quán quân tiếp theo của Đu Quý trong năm 2021? Đu Quý, Đu Quý Donut, Đu Quý, Đu Quý Donut, Đu Quý, Đu Quý Donut. Chào mừng tất cả các bạn đang đến với tuần 6 của chương trình Selfie cùng Đu Quý. Chương trình, chúng mình tên là Đồng Giao. Mình tên là Trung Hiền, mình là thầy của các bé trong nhóm Đồng Giao. Xin chào mọi người, con tên là Nguyễn Ngọc Hiền Giang, năm nay con 12 tuổi. Con tên là Đỗ Văn Yên, năm nay con 10 tuổi. Con tên là Trung Minh Thiên, năm nay con 8 tuổi. Con tên là Nguyễn Thành Nhân, năm nay con 9 tuổi. Con tên là Phương Anh, năm nay con 7 tuổi. Con tên là Trần Ngọc Trơn, năm nay con 9 tuổi. Các bạn đã giành được giải 3 trị giá 2 triệu đồng của tuần 6. Xin chúc mừng các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và vô cùng dễ thương. Bạn đã giành được giải nhì trị giá 3 triệu đồng. Xin chúc mừng các bạn. Yeah! Tiếp theo, một nhóm biểu diễn với rất nhiều thể loại trong trang phục rất nổi bật. Nhóm nào vậy ta? Các bạn đã xuất sắc giành được giải nhất trong tuần 6 trị giá 5 triệu đồng. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn có niềm tin mình sẽ thắng cuộc trong vòng chung kết sắp tới không? Đối với đội con, giải thưởng không quan trọng. Quan trọng là sự gắn kết của các đội. Đội bên đó nè. Chúc các bạn sẽ cùng nhau chiến thắng trong vòng chung kết sắp tới nha. Cái bánh đu quỷ ăn nhiều như hơn nữa đi, đoán xem nào đây là mùi hương gì. Bắt đầu nhắm mắt nè, ăn mình cũng ăn khá gà, đoán xem nào dầu cà phê dầu cola. Chơi cho thật vui, cho thật vui, cho thật vui, ta vui ta gắn kết, ăn cho thật con, cho thật con, cho thật con, ngập tràn với năng lượng. Chơi cho thật vui, cho thật vui, cho thật vui, đu quỷ bồi con phê. Chẳng với năng lượng, đu quỷ đu quỷ donut, ta vui ta thêm gắn kết, đu quỷ donut, nhà mình mãi yêu thương. Đu quỷ đu quỷ donut, đu quỷ donut tràn năng lượng, vui gắn kết. Đu quỷ donut, đu quỷ donut, đu quỷ donut.
Lấy ra cái bánh đu quỷ, ăn nhiều nhiều hơn nữa đi. Đoán xem nào, đây là mùi hương gì? Bắt đầu nhắm mắt nào, ăn mình cũng ăn khá gà. Đoán xem nào, dấu cà phê sô cô la. Chơi cho thật vui, cho thật vui, cho thật vui. Ta vui, ta gắn kết. Ăn cho thật con, cho thật con, cho thật con. Ngập tràn với năng lượng. Chơi cho thật vui, cho thật vui, cho thật vui. Đu quỷ bồi con phết. Ăn cho thật con, cho thật con, cho thật con. Nhà mình mãi yêu thương. Đu quỷ donut. Ta vui, ta thêm gắn kết. Đu quỷ donut. Ngập tràn với năng lượng. Đu quỷ donut. Ta vui, ta thêm gắn kết. Tràn năng lượng, vui gắn kết. Cái bánh đu quỷ, ăn nhiều nhiều hơn nữa đi. Đoán xem nào, đây là mùi hương gì? Bắt đầu nhắm mắt nè, ăn mình cũng ăn khá gà. Đoán xem nào, dấu cà phê sô cô la. Chơi cho thật vui, cho thật vui, cho thật vui. Ta vui, ta gắn kết. Ăn cho thật con, cho thật con, cho thật con. Ngập tràn với năng lượng. Chơi cho thật vui, cho thật vui, cho thật vui. Đu quỷ bồi con phê. Ăn cho thật con, cho thật con, cho thật con. Nhà mình mãi yêu thương. Đu quỷ donut. Ta vui, ta thêm gắn. Ngập tràn với năng lượng. Đu quỷ donut. Ta vui, ta thêm gắn kết. Đu quỷ donut. Nhà mình mãi yêu thương. Đu quỷ donut tràn năng lượng, vui gắn kết. Tự tin khoe cá tính, thỏa sức nhí nhảnh, tạo dáng sang chảnh, selfie, selfie và selfie. Nếu đã thích, tại sao không tham gia ngay chương trình selfie cùng Du Huy? Thích selfie là thích Du Huy. Tham gia ngay nào! Du Huy Donut, tràn năng lượng, vui gắn kết.